Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình BLC Online. Thì ngày hôm nay admin xin hướng dẫn cho các bạn một cái đề tài khá là hay. Đó chính là cái đề tài Background Picture ở trên WinCC Professional. Thế thì cái phần Background Picture nó có tác dụng gì và nó được ứng dụng như thế nào trong phần WinCC Professional? Thì admin đặt ra cho các bạn cái trường hợp như thế này. Các bạn nhìn thấy đây này. Đây là một cái giao diện của admin á. Ở đây admin có những con motor và có những cái biểu tượng là IO fill ở đây, đúng không ạ? Nhưng mà trong khi đó admin còn có một cái picture ở đây. Đây là một cái hình ảnh này này. Đó. Một cái hình ảnh này là admin vẽ rời bên ngoài ha. Admin vẽ rời bên ngoài như thế này, được chưa? Thế thì sau khi mà vẽ rời bên ngoài thì chúng ta sẽ sử dụng các phần mềm như là phần mềm một cái phần mềm vẽ nào bất kỳ á thì chúng ta chỉ cần vẽ như thế này thôi. Sau khi vẽ được như thế này rồi sao ạ? Thì chúng ta sẽ đưa vào WinEC và sau đó chúng ta sẽ điền các gì ạ? Các IO fill hay là các thiết bị mà gì ạ? Cho nó thay đổi được trạng thái vào để cho hoàn thiện cái giao diện WinEC. Đấy ạ. Thì đấy là gọi là thì đấy ha. Thế thì có hai cách để mà đưa cái picture này vào. Thì cái cách đầu tiên mà chúng ta hay sử dụng á là cái cách mà chúng ta copy cái hình này này, chúng ta paste ha. Đấy, chúng ta copy cái hình và sau đó chúng ta paste, đúng không ạ? Rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ, nhưng mà cái cách này này, thế thì admin giả sử sau này chúng ta mà vô tình đưa một con motor hay một cái gì đó, ví dụ chúng tôi đưa con motor vào đây, vô tình tôi kéo cái này thế hoặc tôi ảnh hưởng làm cái gì thì cái hình này nó sẽ bị xê dịch này. Đấy, các bạn nhìn này đó. Hoặc là tôi sẽ vô tình tôi chạm như thế nào đây, ví dụ tôi vô tình mà tôi có chạm chiệt cái gì đây thì cái hình này nó bị xê dịch như thế này, đúng không ạ? Nó bị xê dịch này. Thế thì cái đây là cái lợi bất lợi trong việc mà chúng ta copy hình đưa vô ha. Đấy, copy cái hình đưa vô. Đấy, ví dụ cho tôi đưa nút nhấn nút gì đây mà vô tình nó bị gì đó, tôi xê dịch cả cái hình nền này luôn đó ha. Thế thì đây là cái bất lợi mà khi mà chúng ta sử dụng cái tính năng mà copy hình vào. Thế thì thay vì cái sử dụng cái tính năng mà chúng ta phải copy hình vào á, thì ngày hôm nay admin xin hướng dẫn cho các bạn cái đề tài, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng là background graphic và background picture chứ. Thì trong cái phần background picture thì các bạn lưu ý này, thì đầu tiên là chúng ta sẽ vào cái phần layout để chúng ta kiểm tra cái kích thước của cái màn hình này, đúng không ạ? Thế thì khi mà các bạn kiểm tra cái kích thước cái màn hình này thì các bạn phải vẽ một cái thiết bị nào đó hay vẽ một cái giao diện nào đó trên một cái phần mềm bất kỳ á, được chưa? Thì các bạn cũng phải chọn đúng cái tỷ lệ màn hình để khi mà đưa vào thì nó scale cho nó đẹp. Đấy, và nó không bị mất nét. Đó là cái nhất. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Chúng ta vẽ đơn vẽ bên ngoài cái hình á thì chúng ta chỉ vẽ đơn sơ thôi, được chưa? Sau khi mà chúng ta vẽ xong á thì bên trong sau đó thì chúng ta sẽ đưa vô WinEC thì chúng ta sẽ hoàn thiện cái này, thì chúng ta sẽ gắn vào gì ạ? Các motor rồi các cảm biến rồi nữa là nói chung chúng ta sẽ gắn những cái gì mà thay đổi trạng thái, được chưa? Thì chúng ta sẽ đưa vô để hoàn thiện, được chưa? Thế thì bây giờ cái picture này này, nếu như mà chúng ta copy đưa vô á, chúng ta copy thì giống như khi này admin nói á, thì nhiều lúc nó bị xê dịch, đúng không ạ? Nhiều lúc nó bị xê dịch hay là nó bị mất nét đấy đó ha. Đó, bị mất nét như thế này, được chưa? Đấy, thế thì chúng ta sẽ không làm như vậy. Và ngày hôm nay admin chính hướng dẫn cho các bạn cái đề tài, đó chính là background picture ha. Thì để làm được cái background picture thì chúng ta chọn vào đây này. Đó. Và chúng ta sẽ, nếu như chúng ta chưa có hình á thì chúng ta sẽ vào cái phần là grid này này, đúng không ạ? Chúng ta tới cái phần desktop của admin á thì chúng ta sẽ chọn một cái hình. Đây, cái hình picture nằm đây. Đấy, nhấn ok. Đó. Đấy, nếu như mà chúng ta làm như vậy á, được chưa? Đúng không? Nếu như chúng ta làm như thì cái hình này, này nó đóng vai trò là background này. Đó, thì bây giờ chúng ta có thay đổi gì nó cũng không bị ảnh hưởng, các bạn lưu ý ha. Chúng ta có tăng giảm hay to nhỏ gì thì cái hình này nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Đấy, các bạn lưu ý này rất là hay. Đấy là cái tính năng là background picture mà ngày hôm nay admin xin hướng dẫn cho các bạn ha. Rồi sau đó là gì ạ? Chúng ta sẽ ví dụ chúng ta sẽ vẽ motor, vẽ vẽ này nọ vào đây ha. Chúng ta sẽ vẽ motor đó. Chúng ta sẽ vẽ ví dụ như nhìn vào đây chúng ta sẽ vẽ motor. Đấy, chúng ta sẽ vẽ motor như vậy ha. Rồi hoặc là chúng ta sẽ đưa IO fill ra. Hoặc là chúng ta sẽ đưa IO fill ra. Thì cái chủ đề ngày hôm nay admin xin hướng dẫn các bạn cái đề tài đó chính là background picture thì nó chỉ có vậy thôi. Đó, được chưa? Đấy. Thì hiện tại bây giờ các bạn nào mà chưa rành về WinEC thì các bạn có thể là lên cái kênh Nguyễn Văn Nguyên để các bạn gì ạ? Xem thêm các bài giảng về WinEC Runtime Professional. Đây, các bạn có thể vào đây để các bạn xem thêm các bài giảng về, các bạn có thể xem vào đây để các bạn xem thêm các bài giảng về đây WinCC và HMI Training này. Còn các bạn nào mà muốn đăng ký khóa học
lập trình BLC Online. Thì các bạn click vào đây để các bạn gì xem các khóa học về lập trình BLC Online. Ở đây bao gồm có nội dung khóa học này, các quyền lợi khi tham gia khóa học, các chia sẻ của các bạn học viên và các trailer về khóa học nằm đây này. Thì hiện tại bây giờ là bên trung tâm có 4 khóa. Lazada 9 tháng 9 siêu sale chính hãng. Thu thập voucher tích 5 WinC cơ bản này. Đấy. 1.200 và 1.500 WinC nâng cao này. Và khóa học về mảng truyền thông công nghiệp, về khóa về 300 và 400 và biến tần hiện tại bây giờ đang được giảm giá. Full 4 khóa là 700k. Đấy ha. Thì đấy là cái chủ đề ngày hôm nay mà admin muốn nói tới cho các bạn, cái phần là background picture nằm đây ha. Đấy, giả sử admin xóa cái hình này đi. Admin xóa nó đi nhá. Enter này thì nó sẽ bị mất thôi. Đó, nó sẽ bị mất thôi, đó. Đấy, rất là đơn giản ha. Đó. Còn chúng ta add vô thì chúng ta chỉ cần add vô thì chúng ta chọn đây là caps, cap gõ luôn ha. Tại một lần chúng ta gõ ra thì bây giờ nó sẽ có đúng không ạ? Hoặc là chúng ta chọn một cái hình nào bất kỳ. Đấy, hoặc chúng ta gọi một cái hình nào bất kỳ, chúng ta có thể đóng đính nó thành là background picture cho hình nền WinC, được chưa? Rồi, video ngày hôm nay của admin xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.